Xin chào tất cả anh em, rất nhanh thôi, mặc dù mình đang ở Việt Nam nhưng mà mình đã có trên tay chiếc Huawei P30 Pro. Và nếu như mà anh em nào quan tâm đến chiếc máy này thì đừng quên click vào đường link bên dưới để đến với Selfoness. Bởi vì hiện tại mình thấy khi mà cái link đặt trước này có rất là nhiều món quà hấp dẫn. Còn bây giờ thì hãy cùng mình trên tay em nói như thế nào nha, mình hào hứng lắm rồi các bạn ơi. Anh em ơi! Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Huawei P30 Pro. Trước khi mình nói điều gì, các bạn hãy ngắm nhìn cái mặt lưng của nó coi, rất tuyệt vời thưa các bạn. Và đối với dòng bơi thì Huawei họ luôn đắm mạnh về tính thẩm mỹ và cái tính thời trang. Nên các bạn nhìn vào mặt lưng của nó rất đẹp, rất tinh khôi và cảm giác là mình muốn che chở vào chiếc máy này. Ở mặt lưng của nó thì sẽ được làm bằng kính và cái màu mình đang cầm trên tay là cái màu Crystal. Thực ra tên của nó là Creating Crystal, mình không đọc tiếng Anh giỏi lắm. Nhưng mà nói chung dịch của tiếng Việt mà sơ sơ đó là những thủy tinh đang thở. Và các bạn nhìn thấy cái màu sắc xanh của nó chuyển rất đẹp các bạn. Và ở phía trên chúng ta sẽ có cộng 4 camera, nhưng mà không phải được xếp thành một cái hình dạng mà hình vuông nữa hay là cái hình dạng khác nữa, mà chúng ta sẽ được xếp rất thông minh. Chúng ta sẽ có một cái đường dọc phía bên phải gồm có 3 camera chính, còn một camera nữa nằm ở phía dưới đèn flash như thế này. Đó, và điều đặc biệt nhất là cả 4 camera này đều rất ngon lành các bạn. Chúng ta sẽ có một cái camera chính 40 chấm rất giống với P20 Pro, nhưng mà khẩu độ được nâng cấp lên là f1.6. Chúng ta sẽ có một cam rất rộng 20 chấm thay vì một cái camera trắng đen. Chúng ta vẫn sẽ có một cái cam tele mà thực ra gọi là cái camera tiềm vọng các bạn. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái camera mà mình thấy rất là sâu, các bạn nhìn vào đây. Cái phần phía dưới mình sẽ để ánh sáng chiếu lên đây. Chính là cái camera này. Đây chính là camera này, và đây camera Mocha dùng để đo và chịu sâu. Và nhờ có sự kết hợp của 4 chiếc camera này thực sự làm cho khả năng quay phim và chụp ảnh của P30 Pro rất ấn tượng. Mình sẽ mở camera cho các bạn xem. Và nhờ có camera này thì bây giờ chúng ta có thể zoom trên tới 50x luôn các bạn. 50x các bạn. Đây, rất 50x tức là zoom rất là xa luôn. Và chúng ta thấy dùng rất là nhiều thứ. Và một cái nữa đó là con số ISO tối đa của máy thì sẽ bây giờ có thể lên tới mức là hơn 400.000. Một nâng cấp cực kỳ kinh khủng cho một chiếc điện thoại. Đây, ngay cả những chiếc camera mình hay dùng cho Anthem TV thì cũng không có cái khả năng lớn như vậy. Ở phía mặt trước thì các bạn có thấy được chúng ta sẽ có một màn hình cong luôn về hai phía luôn, chứ không phải là màn hình phẳng giống như là P20 nữa. Và cái phần tai thỏ phía trên thì cũng được làm nhỏ lại, và bây giờ chúng ta nhìn nó thì giống như là một cái giọt nước hơn là một cái tai thỏ, một phần notch. Và trong cái phần notch này thì chúng ta sẽ camera trước selfie lên tận 32 chấm. Nói chung về mặt phần cứng thông số camera thì Huawei P30 Pro là quá khủng khiếp luôn các bạn. Và Huawei P30 Pro thì cũng sẽ được trang bị con chip là Kirin 980 cùng với RAM là 8GB. Đó, nói chung là khi mà mình được cầm chiếc máy này trên tay, mọi thứ rất ngon lành. Về màn hình mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có kích thước là 6.47 inch cùng với khả năng tối ưu hiển thị rất là tốt. Các bạn có thấy là cái viền của nó thì cực kỳ mỏng luôn các bạn. Độ phân giải của chiếc màn hình này chỉ dừng lại ở mức là Full HD cộng, tuy nhiên nó vẫn sẽ có hỗ trợ cho các bạn là HDR10 luôn. Đấy, một cái phần cứng khác cũng rất là khủng khiếp đó chính là viên pin trên chiếc máy này là 4200mAh cùng với khả năng sạc nhanh là 40W. Đây là thông số rất ấn tượng đã được mang lên từ chiếc Mate 20 Pro trước đây. Nói tóm lại thì đối với chiếc Huawei P30 Pro thì anh em sẽ có cái gì? Anh em sẽ có một chiếc máy có thiết kế rất đẹp, rất thời trang luôn, rất thời thượng như thế này. Mình một lần nữa mình lại rất là thích cái mặt lưng của chiếc máy. Thứ hai, chúng ta sẽ có một chiếc máy có khả năng camera khủng khiếp. Mình dùng từ là khủng khiếp so với các đối khác trên thị trường. ISO lên tới 400.000, chúng ta có 4 camera ở phía sau và một camera phía trước với các tiêu cự trải dài từ nhà đến trường, từ macro góc rộng cho đến chúng ta chụp được mặt trăng, mặt trời luôn các bạn ơi. Ở phía trước chúng ta sẽ có camera selfie 32 chấm và con chip thì cũng rất là ấn tượng với Kirin 980. Và chúng ta sẽ có hai nhân MBU dùng cho các xử lý về mặt AI luôn. Đối với mình, một người đã sẵn sàng bỏ tiền ra để sắm cho mình chiếc Huawei P20 Pro thì P30 Pro năm nay là một cái nâng cấp cực kỳ tuyệt vời. Mình rất thỏa mãn với những gì mà Huawei đã làm được trên chiếc máy này. Còn anh em muốn tham khảo về chiếc máy này cũng như là cái chương trình đặt trước của Huawei P30 Pro tại Việt Nam thì đừng quên click vào link của Selfoness, mình sẽ đặt ở bên dưới video, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà hấp dẫn. Chúng ta sẽ được tặng luôn cả một cái đồng hồ luôn anh em ơi. Và bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Trên tay Huawei P30 Pro rất nhanh tại Việt Nam, cầm rất sướng, rất tuyệt vời thưa các anh em. Bye bye.